Trước khi bị ám sát vào năm 1865, Abraham Lincoln đã kể lại giấc mơ về thi thể một tổng thống trong Nhà Trắng cho vợ và vài người bạn. Mon kể lại rằng ông là hai hay ba người có mặt khi tổng thống thứ 16 của Mỹ kể lại giấc mơ đáng lo ngại chỉ vài ngày trước thời điểm bị ám sát. Vừa chìm vào giấc ngủ, ông nghe thấy những âm thanh giống như tiếng nức nở nho nhỏ. Lincoln đi xuống cầu thang để tìm hiểu xem chúng phát ra từ đâu, nhưng không bắt gặp bất cứ ai cho tới khi bước chân đến phòng đông Nhà Trắng. Lúc này, ông mới phát hiện ra điều bất ngờ kinh hoàng, một xác chết bị che phủ nằm trên thảm, vây xung quanh là binh lính và những người đang khóc thương. Ai chết ở Nhà Trắng vậy? Ông hỏi một lính gác. Câu trả lời khiến Lincoln choáng váng, ngài tổng thống, ngài ấy đã bị ám sát. Lincoln nói rằng ông đã thức dậy, ngay lập tức vì tiếng khóc thương quá lớn của đám đông, và không thể ngủ trở lại. Kể từ đó, tổng thống luôn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ, theo lời kể của Lamont. Tuy nhiên, Lincoln nói thêm trong giấc mơ này, không phải tôi, mà là một người khác đã bị giết. Có vẻ như sát thủ đã ra tay với người khác,